đầu năm mới đón xem văn hóa hầu đồng tín ngưỡng đạo mẫu được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới qua trích đoạn dàn dựng múa hát cô bé Thượng An với sự biểu diễn của nghệ sĩ biểu diễn hầu đồng Hồng Len cùng Tay Quỳnh, Tay Quế, các nghệ sĩ đến từ làng văn hóa Đông Anh. Chúng ta hãy nổ một tràng vỗ tay thật lớn, thật tròn giã để tiết mục hầu đồng và nhận độc từ cô bé Thượng An. Yeah.
Xin cảm ơn tiết mục vô cùng đặc sắc đến từ nghệ sĩ biểu diễn Hầu Đồng Hồng Len cùng Tốt Múa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đón chào tiết mục múa đến từ làng văn hóa Cao Mật với điệu múa Mẹ Từ Bi. Xin mời chúng ta cùng đón xem và thưởng thức.